Hôm nay ngày 8 tháng 6 2020, tại bãi biển Nha Trang, Sunny Club nè, Blue Sea Beach Aquatic. Bãi biển đẹp không? Sạch sẽ ghê không? Biển Nha Trang đó. Biển Nha Trang về đêm mà đẹp quá đi. Thấy không? Biển êm đi. Rất đẹp. Biển đẹp không Vinh? Bây giờ khoảng 8 giờ tối ngày thứ hai, ngày 8 tháng 6 2020, tại Nha Trang Pier, phố biển Nha Trang đó. Về về đêm rất là tốt, mát mẻ, êm, sóng biển, nghe sóng biển không? Được chưa? Biển Nha Trang này, về đêm. Có người tắm biển ha. Và đêm thành phố Nha Trang rất là đẹp, quá đẹp. Là Mường Thanh Nha Trang. Đây là Blue Sea Beach on Beach Nha Trang ở Việt Nam đó. Rất là đẹp. Vinh
Pearl. Ça va être là.